Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Người ấy liền được khỏi bệnh và vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng." Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: anh hãy vác chõng mà đi." Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đó. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước." Anh ta đi nói với người Do Thái: "Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh." Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Gần cửa chiên đền thờ, trong cái lối đi lên vào thành Jerusalem, có một cái hồ nước mà tương truyền mỗi lần hồ nước đó khuấy động lên á, thì người đầu tiên xuống tắm sẽ được khỏi bệnh. Nhưng mà trong tình cảnh của bài tin mừng của anh thanh niên bị bại liệt 38 năm này, là có một cái tình cảnh rất là đặc biệt. Anh nằm ở đó, anh loanh quanh ở cái khu vực hồ đó 38 năm rồi, mà mỗi lần nước khuấy động lên á, bao giờ anh cũng là người xuống sau. Có lẽ bởi vì anh cô đơn một mình, không có ai giúp đỡ anh hết, cho nên anh cứ ở đấy đến 38 năm nay rồi, bị liệt nằm ở giường như thế. Mỗi lần cố gắng đi xuống được hồ, khi nước khuấy động lên thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Chúa Giêsu đi vào, rất nhiều người bệnh tật nằm xung quanh cái hồ đấy, nhưng mà Chúa Giêsu lại chú ý đặc biệt một mình anh thanh niên này, cái người mà bị bại liệt đến 38 năm này. Và Chúa Giêsu lại hỏi anh: "Anh có muốn được khỏi bệnh không?" Cái người bệnh lạ lùng, thấy lạ lùng quá. Bình thường trong các trường hợp khác, chính người bệnh xin Chúa Giêsu chữa khỏi cho bản thân mình. Nhưng lần này chính Chúa Giêsu thấy cái tình cảnh nó đau khổ của anh, cái tình cảnh cô đơn của anh, cái tình cảnh bệnh tật mà không có ai giúp đỡ mấy chục năm trời, lúc nào cũng nuôi hy vọng rằng là sẽ được xuống cái hồ đấy đúng lúc mà nước nó khuấy động lên, nhưng mà không bao giờ làm được cái chuyện đấy. Chúa Giêsu thấy tình cảnh đó thì đương nhiên Chúa hỏi rằng là: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân không có trả lời rằng là muốn hay là không muốn, nhưng lại kể về cái tình trạng: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ." Anh ấy kể lể xong thì Đức Giêsu phán một câu: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Cái câu chuyện bài tin mừng ngày hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Trong cuộc sống, có những cái bệnh bại liệt ở trong cuộc sống của chúng ta, nó kéo dài lắm. Các cha đi đại phúc ở trong nhà dòng về kể chuyện, có những người cũng giận dữ nhau, các gia đình ở gần nhau giận dữ nhau mấy chục năm là bình thường, có gặp không phải là ít.
Có những người vì một chuyện nào đó mà xa Chúa, mới đầu chỉ vì giận ghét một chuyện nào đó thôi, thế là bỏ Chúa 2-3 năm. 2-3 năm đến lúc nó khi mà muốn trở lại thì lại bắt đầu khó quá rồi, thế là bỏ luôn mấy chục năm trời. Đây là những cái căn bệnh bại liệt, nó ở với chúng ta mấy chục năm trời. Đối với chúng ta, những người được coi tạm gọi là đạo đức đi, thì chúng ta có những tật xấu, những tật xấu mà bao nhiêu năm trời chúng ta không bỏ được. Đó là những cái thứ bại liệt ở trong đời sống của con người. Nay chúng ta xin Chúa Giêsu để Chúa thấy cái tình cảnh đáng thương của mỗi người chúng ta, để Chúa đến với mỗi người chúng ta và Ngài xin, gần như là Ngài xin, con có muốn được chữa lành hay không? Và chính Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Đôi khi chúng ta kể lể với Chúa rằng là: lạy Chúa, con cũng muốn trở lại lắm, lạy Chúa, con cũng muốn thay đổi cuộc sống lắm, nhưng mà con chưa đủ điều kiện. Chúa cũng vượt qua tất cả những kể lể của chúng ta. Ngài cũng sẽ nói: con hãy đứng dậy vác chõng mà đi, và chúng ta sẽ được khỏi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ cái sự quan tâm của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người chúng ta. Giữa rất nhiều người ở xung quanh cái hồ nước, ở cửa chiên đền thờ này, Chúa Giêsu đã chú ý đến cái người bị bệnh bại liệt 38 năm. Chúng ta cầu xin Chúa cho, cầu xin Chúa để Chúa chú ý đến những căn bệnh nặng nề trong cuộc sống của chúng ta. Xin người đến với chúng ta và chữa lành những cái căn bệnh ấy trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta cũng được như anh bại liệt hôm nay, trỗi dậy giữa những đau khổ của cuộc sống, giữa những thất bại của cuộc sống, giữa những tội lỗi của cuộc sống, để vác chõng mà đi theo Chúa. Amen.